Nhật Hoàng Naruhito, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1960, là con trai cả của Thượng Hoàng Akihito. Khác với thế hệ con cháu trong hoàng gia trước đây, Nhật Hoàng Naruhito cùng anh em của mình được chính cha mẹ đẻ trực tiếp nuôi dạy trong những năm tháng đầu đời. Ông theo học Đại học Gakushuin, một hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến đại học dành riêng cho các thành viên gia đình quý tộc. Sau khi kết thúc chương trình học đại học chuyên ngành lịch sử, Nhật Hoàng Naruhito tiếp tục lên đường đi học tập tại nước ngoài. Ông học thạc sĩ ở trường Merton, Đại học Oxford. Năm 2007, ông được chỉ định là chủ tịch danh dự cho Ban Cố vấn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về nước và vệ sinh. Không chỉ là một chuyên gia về nước nổi tiếng, ông còn là một nhà leo núi giàu kinh nghiệm và là một nghệ sĩ violon xuất sắc. Năm 1993, ông kết hôn với Hoàng hậu Masako, người từng theo học trường Harvard, và là một nhà ngoại giao tài giỏi. Tháng 12 năm 2001, Hoàng hậu Masako hạ sinh công chúa Aiko. Nhật Hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako thường đến thăm các nạn nhân chịu ảnh hưởng từ các thảm họa thiên tai. Trong hơn 30 năm qua, tân Nhật Hoàng Naruhito liên tục bày tỏ tầm nhìn về một vị vua lý tưởng, một người có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người dân và luôn gần gũi với họ trong tâm tưởng.